với ý nghĩa là không được hay là cấm làm gì. Câu mẫu của chúng ta là Koko de tabako sutte wa ikemasen, không được hút thuốc ở đây. Cấu trúc VT wa ikemasen với ý nghĩa không được làm. Mẫu câu này biểu thị ý nghĩa không được hay là cấm làm gì. Mẫu câu này có thể trả lời cho câu hỏi xin phép VT mo ii desu ka, khi muốn nhấn mạnh là không cho phép ai làm việc gì đó. Ví dụ Koko de tabako sutte wa ikemasen, không được hút thuốc ở đây. Osake o nonde wa ikemasen, không được uống rượu. Toshokan de hanashite wa ikemasen, không được nói chuyện ở thư viện. Koko ni jitensha o tomatte wa ikemasen, không được để xe đạp ở đây. Chú ý, đứng sau danh từ chỉ địa điểm diễn ra hành động thường là trợ từ de. Phần này chúng ta đã học ở bài 6. Tuy nhiên, đối với một số động từ mang ý nghĩa tĩnh tại như tomeru, dừng, đỗ, suwaru, ngồi, trợ từ đứng sau danh từ là từ chỉ địa điểm sẽ là ni. Koko de shashin o totte mo ii desu ka? Có được chụp ảnh ở đây không? Ie, ikemasen. Không, không được.